Hello các bác, thì hôm nay tranh thủ em đi bấm cành dọn cành tăm, dọn cành tăm cho cái cây na thái. Thì báo cáo các bác là đây là cái cây na thái mà sau khi người nhà em nhé, chứ không phải em, người nhà em sau khi đã dọn cành tăm, em lên đây thì người nhà em dọn mất rồi. Thì lưu ý cho các bác một điều như thế này, trước tiên thì quay cho các bác xem những cái trái ở đậu đây, em chưa bọc. Đây đậu khá là sai. Đây. Đây là nó đậu cũng sát sát ở trong thân thôi. Này, chòm chỗ này thì đậu nhiều. Đấy. Những trái, một số trái to là bọc rồi. Đấy. Thì nếu mà em đi làm như một số cái trái méo méo như ngoài kia này em sẽ vặt đi kìa, nhưng người nhà em vẫn cứ để lại. Đấy, vẫn hơi tham, đúng không? Đấy. Những trái này đẹp, quá đẹp luôn. Đấy. Em bọc về toàn bộ bằng túi giấy hết, trái này thì to rồi. Đấy, nửa đầu bây giờ to này. Đấy. Khi mình đi cắt cái này thì mình có thể mình tỉa những cái, bỏ những cái lá gần cái trái này cho nó thoáng ra. Sau này cho mình dễ bọc luôn. Đấy, sau này mình dễ phát hiện, mình dễ bọc. Đây, hai cái trái quá đẹp này các bạn này. Đúng không? Đây. Đó. Các bác có thể bấm vợ những cái đó, bấm những cái này đi. Đấy, chơ cái trái nhá. Đấy, các bác nhìn bốn cái trái này. Đó, rất đẹp luôn. Đấy. Cái này thì nó có một cái cành này nó sẽ thụ cái lá và nó úm vào. Khi chúng ta đi cắt cành làm cành tăm này, đấy, chúng ta dọn cho nó quang đi, chơ cái trái ra thì nó sẽ không bị bọ xít muỗi nó chích các bác nhé. Đấy. Chúng ta làm cho nó thoáng ra thì bọ xít muỗi nó sẽ không chích vào trái chúng ta đâu. Tránh trường hợp các bác để mà nó nấp vào trong cái lá là bọ xít muỗi nó sẽ chích. Chắc chắn một điều là bọ xít muỗi chích rồi chúng ta phun thuốc ấy là nó sẽ không có vào được cái trái. Đấy, đâm ra là nó rất là dở. Đây, cái trái này thì rất là đẹp đây. Đấy, đây. Đấy, trái này méo quá. Méo tao bỏ đi luôn. Đấy, không? Rồi, đấy. Thì cơ bản là dọn cành tăm như thế này. Đây, dọn cành tăm như thế này. Đấy. Cơ bản là dọn cành tăm như thế này. Thì người nhà em ấy thì lại cắt thêm một nứa nữa, bảo cắt thêm để một ít cành trong thân này để cho nó ra thêm một nứa nữa. Đấy, thôi cứ để kệ, thế cũng được. Nhưng mà như em thì em sẽ không làm như thế. Em thì em sẽ không cắt, em để bây giờ là cuối năm rồi, lạnh em sẽ không làm nữa. Đấy. Bây giờ mình cắt cành tăm mình để dọn cho nó thoáng ra thôi. Đấy. Chứ em không có. Đây, để em đây. Đây. Trái đẹp không? Này. Đó. Đây, trái này. Chúng ta cắt bỏ cái này đi. Thế, thoáng cái trái ra. Nhìn rất là tuyệt vời, đúng không? Đây, chỗ này thì vẽ ra đây. Vặt đi rồi. Đó. Nó hở cái trái ra. Đây, cái này đây. Nó nấp đây. Trái nấp ở trong cái lá này nhá. Nếu các bác không ấy, các bác phun thuốc không được đâu này. Đấy, ta bẻ nó đi. Thế, chơ cái trái ra. Đấy, như thế thì rất tuyệt vời, đúng không? Đấy. Đây, trái này chơ ra này. Đấy, đấy rất đẹp. Vậy ta phun thuốc xong ta chăm sóc khoảng 10 ngày nữa ta bọc là rất tuyệt vời, đúng không? Đấy. Đây. Trên này thì có một số cái đây. Đây. Lưu ý là những cái cành trọng ở trên nóc này hạ xuống. Đấy, bỏ đi luôn. Thế. Những cành vượt này em cắt ngọn hết các bác nhé. Đấy, bên này thế. Bên này những cái cành vượt kìa, em hạ rất nhiều cành vượt kìa, đúng không? Đấy. Đi tỉa cành tăm nhưng mà những cành vượt em sẽ hạ đi. Tại vì những cành vượt nó kéo dinh dưỡng kinh khủng luôn. Đấy. Nó sẽ lấy rất nhiều dinh dưỡng để nó làm cho trái chúng ta chậm lớn. Đó. Những trái chúng ta sẽ chậm lớn nên là em bỏ hết những cành vượt trên đỉnh nóc kìa. Đấy. Đấy, các bạn thấy đây, đỉnh nóc rất quang kìa. Đó. Em hạ hết. Đó. Để cho tập trung nó nuôi trái. Tại vì trái là chúng ta để toàn bộ cành ngang hết mà. Đấy. Trái toàn bộ làm ở cành ngang chứ có làm ở cành vượt đâu. Nên là nếu mà các bác mà để cái chồi vượt nó cao ấy thì là nó nuôi dinh dưỡng lên hết, để trái của mình rất nhỏ chậm lớn. Đấy. Nên là những cái cành vượt này em bấm sạch đi rồi. Đấy. Đây, cành này còn cái cành vượt nữa đây. Đây. Đó. Đấy. Đi thì cành tăm cho na thái các bác phải lưu ý những cái cành vượt đi trên đỉnh đó là bấm đi luôn. Đấy. Đừng có để. Tại vì sau này chúng ta đâu có làm trái trên cành ấy đâu, để làm gì, đúng không? Các bác thấy trái đẹp không? Đây. Trái nào như dây dâu đã không này, ui nấp đó này, trồng, đó, tuyệt vời không? Đây.
rất tuyệt vời đúng không? Thì trái tính như tầm này này là chúng ta có thể là vào phân được rồi. Đấy. Lúc này thì các bác có bón nhẹ cho em thôi, bón ít thôi. Đấy. Mỗi gốc thì các bác ném cho em tầm khoảng 100 đến 150 g. Đấy. Cái loại 3 số 15 hoặc là 3 số 16. Đấy. Lúc này thì chúng ta chưa cần trái nó phải lớn nhanh. Tại vì nếu mà chúng ta ném hàm lượng đạm cao ấy, và mưa nhiều á thì là nó sẽ bị thối trái. Nên là chúng ta ném 3 số. Tốt nhất là 3 số 15. Đấy, hoặc 3 số 16 là vừa đẹp. Sau khi cho khoảng 2 lần 3 số ấy, trái nó tương đối ổn định và nó to một chút rồi thì khi đó chúng ta mới vào cho nó cái thằng 16-16-8 đấy để chúng ta nuôi trái đấy, có thể vào 20-10-10 để bắt đầu để cho cây nó hồi phục nhá. Đấy. Thì làm thì cũng đơn giản thôi, chứ không có gì phức tạp cả. Đấy. Trái thì chúng ta nuôi làm sao cho nó từ từ, nó lớn từ từ thôi. À, có một cái thói quen các bác cực kỳ dở đấy là các bác cho nhiều phân một lần. Em hỏi rất nhiều rồi, rất nhiều bác là mỗi lần cho phân ấy là thúc một phát một nên là cả bát luôn, cả bát thì phải 4-5 lạng đúng không, xong là cả tháng sau không cho nữa. Đấy. Cả tháng sau các bác không cho ăn nữa. Thì em đã trao đổi các bác là mình làm như thế thì nó có một cái cực kỳ dở đấy, đấy là lúc ăn dồn dập và cái lúc thì chả có gì để ăn. Đấy. Cho phóng nhỏ nhỏ chút để cho nó các bác nhìn trái cho nó rõ đấy. Thì cái lúc mà ăn dồn dập thì lúc thì chả có gì ăn, thành ra này cây nó không đều á. Cái lúc bác bón phân ấy thì cây nó hút phân vào, nó lớn rất nhanh, nhiều khi lứt trái luôn. Đấy. Nhưng mà sau khi đợt đó thì trái lại chả lớn nữa. Đấy. Đâm ra là nhiều khi là các bác phải cho là cho đều ra. Ví dụ một cái cây na thái là chúng ta cho là cứ 150 g hoặc 200 ta giải, cứ khoảng 10 đến 14 ngày chúng ta cho nó ăn một lần, đúng không? Đấy. Rồi phun bo canxi, rồi phun bo canxi, rồi nấm khuẩn, rồi thuốc sâu, đúng không? Khi đã bọc trái rồi thì ok luôn. Khi bọc trái thì rất là thoải mái. Trái đã rồi. Đó. Chỗ này thì nhiều quá. Sau khi mà chúng ta cho cái ăn cái phân 20-10-10 khoảng 2 lần để cho nó hồi phục cây rồi thì các bác lại quay trở lại bón 3 số nhé. 3 số cân bằng. Đấy, trao đổi các bác thế. Đấy, sau khi mà cho khoảng 2 nữa 3 số cân bằng nữa thì các bác lại chuyển qua là tăng cái hàm lượng trái nó đã to rồi đấy. Đấy, to là bắt đầu nó mở mắt rồi thì các bác tăng cái hàm lượng kali lên. Đấy, các bác có thể cho là 15-5-25. Đấy. Hoặc là 15-15 chẳng hạn. 15-10-30 quên đi bảo. Đấy, cứ kali cao dần lên. Đấy. Thì chất lượng trái nó rất thơm ngon và trái nó đạt cái trọng lượng các bác nhé. Đấy. Chúng ta tiếp tục các bác nhé. Em đang nói chuyện các bác mà có điện thoại gọi đến. Đây, cái cây này thì sau khi em góp ý với người nhà em ấy là tỉa vừa thôi. Đấy, hai nữa là để một số cành ở trong thân này này. Để qua Tết còn bắt đầu làm trái. Đấy, thì người nhà em rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm sâu sắc là tỉa thoáng qua đấy, vì còn lại thì vẫn còn dập lắm, tốt lụt lên đấy. Đâm ra là làm na thái này mà không phải ai làm cũng được đâu đấy, trái này ba trái nó chùm vào nhau đấy, không phải ai làm cũng được đấy, quan trọng mình phải hiểu đấy. Chứ thấy em bảo là thôi đừng có cắt nhiều quá là người nhà em lại bớt lại hết đấy, bớt lại hết thế này không phải đâu. Ôi, tùm thế này cũng không đúng này. Đấy. Mình không nên để tùm như thế các bạn. Để tùm như thế thì cây nó mất dinh dưỡng lắm mà trái không chịu lớn đâu. Đấy. Chúng ta tỉa thưa, tỉa thoáng. Đấy. Thưa thoáng ra. Để cho cành nó mập mạp các thứ đúng không? Đấy, cây bên này. À, cây bên này thì được này. Cây bên này thì tạm được này. Đấy. Đây, những cái trái nào nó trơ cái trái này. Đây. Bật cái lá đi. Đấy, chỗ này nó bốn trái bật lá đi này cho nó thoáng như này thì cũng được, nhưng mà đừng có vặt nhiều quá. Vặt nhiều quá là cái nắng nó sẽ táp. Đấy. Đừng có vặt nhiều quá các bạn. Đây. Trái rất là đẹp. Đây. Trái đẹp không? Đấy. Thì lúc này thì chúng ta có thể bón nhẹ nhẹ phân, hay nữa phun cái dòng thuốc nấm ví dụ như là Aliet hoặc Anchacol nhẹ thôi.
phối hợp kết hợp cùng với cả cái thằng bo canxi, đúng không? Phối kết hợp với bo canxi các thứ. Đây em, trái này to rồi, trái này bự bự ra này, bằng gần nắm tay rồi đây. Đây bọc cái túi A068 rất tuyệt vời các bác. Túi này em sử dụng toàn bộ bằng túi bọc giấy hết. Đấy. Đây. A068 đây. Bọc nó lại các bạn. Đấy, làm na thái là phải bọc, chứ không bọc thì không được ăn đâu. Nó chích hết. Đấy. Mình đi mình tỉa cho nó thoáng nhá. Còn cái nửa trái sau thì em sẽ bọc sau, đúng không? Ờ cái trái này đúng ra bọc rồi này. Đây, trái này đúng ra bọc rồi. Đây, những cái trái như thế này này là bắt đầu em bọc này. Đấy, còn những trái nhỏ này thì chưa này. Đây, trái này méo quá bỏ luôn này. Đấy. Những trái như thế này là chưa bọc được đâu các bác nhé. Đấy, trái phải từ gấp to gấp đôi thế này mới bọc được. Đây, những cái trái như thế này bọc được này. Ô, sao lại cắt lại để trong này dày thế này. Đấy. Để cho thoáng cành tăm vậy nhá. Đây, những cái cành tăm nhỏ này là ta tỉa ra. À, nó tốn rất nhiều dinh dưỡng của cỏ cây các bác nhé. Đấy, ta tỉa thoáng nhá. Đây. Ta tỉa này, khi mà các bác tỉa cành tăm các bác phải lưu ý nhìn nhé. Nhiều khi cái quả nằm ngay đấy là chúng ta lại vặt đi mất, rất là phí. À, trái đẹp không này. Này các bác này. Đó. Trái như này bắt đầu chúng ta bọc rồi này. Tầm đó này các bác bắt đầu cái bên này này. Chỗ này nó ui chỗ này hai trái đẹp không. Đấy, hai trái này là chúng ta sẽ tiến hành chúng ta bọc. Đây. Đây, hai trái này quá đẹp luôn này. Đó. Ô, cắt thế này chưa được rồi. Em phải về nhà hướng dẫn lại người nhà của em cắt thôi. Này chưa ổn lắm. À, những trái méo này chúng ta đừng có tiếc. Đó, bật đi luôn. Rồi, thế các bác nhé. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, anh em kinh tế thật thành công. Em cung cấp cái giống na thái da vàng này này. Đấy. Cung cấp giống na thái da vàng. Rồi túi bọc la thái, đây, túi A068, rồi túi giấy, túi rút. Đây. Rất là đẹp đúng không? Đấy. Thì bác nào có nhu cầu alo cho em số điện thoại 0989037167. Đấy. Em sẽ chuyển cây giống hoặc là chuyển túi đến tận nơi cho các bác. Cả túi màu vàng đến túi màu trắng. Đấy. Dòng nào cũng có, ngoài bọc xoài, bọc na, bọc ổi, bọc bưởi. Đấy. Có rất nhiều dòng nhé, kích cỡ khác nhau. Nên các bác nào có nhu cầu bao nhiêu thì alo cho em. Đấy, trái này cũng to to rồi. Rồi, chào các bác nhé. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi. Em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, nhít thái, phòng ngừa sâu bệnh, rùi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.